Năm 1994, Zimbabwe từng xảy ra một sự kiện tiếp xúc giữa học sinh tiểu học với người ngoài hành tinh. Nhưng do người chứng kiến chỉ là những đứa trẻ cùng phương tiện truyền thông kém phát triển, nên sự kiện này ít được công chúng biết đến. Ngay cả với những học giả quan tâm đến UFO hay các lĩnh vực siêu nhiên cũng cho rằng nhiều khả năng đây chỉ là ảo giác tập thể của trẻ em. Nhưng một số nhà nghiên cứu, trong đó có nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ từng đoạt giải Pulitzer John E. Mark, đã lần đầu tiên tiến hành phỏng vấn những đứa trẻ này, lưu lại một đoạn băng ghi hình quý giá cho những người đến sau có cơ hội hoàn nguyên chân tướng sự kiện này. Sự kiện UFO ở châu Phi, nhiều trẻ em chứng kiến sự xuất hiện của người ngoài hành tinh. Trường Ariel tọa lạc tại Ruwa, một thị trấn nông nghiệp ở Zimbabwe, là trường tiểu học tư thục với khoảng 110 học sinh và công chức, được thành lập năm 1994. Học phí của trường khá cao, học sinh cơ bản đều xuất thân từ tầng lớp giàu có, nhưng bối cảnh văn hóa rất phức tạp. Có trẻ em da đen xuất thân từ gia đình địa phương, có trẻ em da trắng có cha mẹ là người Nam Phi, có trẻ em Ấn Độ đến từ các gia đình thương nhân Ấn Độ. Vào ngày xảy ra sự việc, nhà trường đang tổ chức một đại hội công chức nên bọn trẻ được tự do vui chơi tại bãi đất trống phía sau dãy nhà dạy học chính của trường. Tại đó, có một bụi cây rậm rạp, có nhiều nhện to và rắn độc nên rất ít đứa trẻ dám tới gần. Trong lúc đang vui chơi, một số em tinh mắt nhận thấy ba khối elip màu bạc bất ngờ xuất hiện trên bầu trời. Những vật thể hình elip này dường như đang lơ lửng trong không trung, không ngừng nhấp nháy ánh sáng đỏ. Điều đáng nói là những quả cầu hình elip này đột nhiên phát ra ánh sáng mạnh, sau đó biến mất, một lúc sau lại xuất hiện ở khoảng không gần đó, giống như một phi thuyền di động trong nháy mắt. Khi thấy chúng bay tới ngày càng gần, một số đứa trẻ đã khóc thét lên vì sợ hãi. Rất nhanh, quả cầu đến chỗ bụi cây rậm rạp, bắt đầu từ từ hạ xuống. Một trong số đó hạ cánh xuống thấp đến mức gần như chạm đến một bụi bạch đàn, chỉ cách bọn trẻ ước khoảng 100 mét, hai quả cầu còn lại vẫn lơ lửng giữa không trung. Một vài đứa trẻ mạnh dạn hiếu kỳ đi về phía phi thuyền. Theo miêu tả của bọn trẻ, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Phía trên quả cầu đột nhiên xuất hiện một sinh vật hình người, thấp bé, chỉ cao khoảng 1 mét, trên người mặc một chiếc váy đen bó sát. Nó có cổ thon dài, khuôn mặt nhỏ hẹp, tay và chân thon thả, tóc đen dài, mắt to như quả bóng đá, miệng chỉ có một cái khe, không có tai. Quái nhân này dường như không chú ý tới bọn trẻ. Nó nhảy ra khỏi phi thuyền, đi đi lại lại trên mặt đất, giống như đang thăm dò địa hình. Không lâu sau, một sinh vật hình người thứ hai xuất hiện. Lúc này, quái nhân đầu tiên mới phát hiện ra bọn trẻ. Nó đột ngột biến mất, sau đó tức khắc xuất hiện ở trước mặt bọn trẻ. Những đứa trẻ da đen địa phương tin rằng những sinh vật không xác định trước mặt chúng là ác quỷ tên Tokoloshe trong truyền thuyết cổ của người Zimbabwe. Ví như, nếu không nghe lời, Tokoloshe sẽ bay tới tóm lấy bạn, ăn thịt bạn. Chúng bắt đầu hoảng sợ bỏ chạy và kêu cứu mạng. Ngược lại, phản ứng của những đứa trẻ da trắng bình tĩnh hơn. Chúng mô tả, lúc đầu con nghĩ cậu nhỏ mặc đồ đen này là người làm vườn của bà Stevens. Một đứa trẻ da trắng khác sau đó nhận xét, nhưng khi con phát hiện ra cậu ấy có mái tóc đen dài và thẳng, con mới cảm thấy không giống tóc người da đen lắm, nhưng con cũng không cảm thấy đây không phải là người. Lúc này, hơn một nửa số trẻ vốn đang chơi đùa đã bỏ chạy, chỉ còn lưu lại một bộ phận nhỏ ở nguyên đó đối mặt với quái nhân. Nhưng quái nhân đó không ăn tươi nuốt sống lũ trẻ, mà chỉ đứng yên nhìn chăm chú vào mắt chúng. Một đứa trẻ nói, thời gian dường như lúc nhanh lúc chậm, rất nhiều thứ nháy mắt ùa vào não con, nhưng con không thể phân biệt được rốt cuộc đó là thứ gì. Một học sinh khác lấy bút danh Elsa kể lại, con có thể cảm thấy anh ta đang giao tiếp với con, và đó là lời cảnh cáo rằng chúng ta đang làm tổn thương hành tinh này. Isabel, một đứa trẻ 10 tuổi nói, ông ấy trông rất đáng sợ, nhưng ông ấy không làm gì cả, chỉ nhìn chằm chằm vào chúng con. Lúc đó, con có cảm giác mãnh liệt rằng khoa học công nghệ của chúng ta đang làm tổn thương hành tinh. Chúng ta nên ước thúc loại hành vi này. Sau đó quái nhân biến mất, khối hình elip màu bạc từ trên đỉnh cây bạch đàn bay lên với tốc độ kinh người. Trong vòng mấy giây đã không thấy đâu nữa. Những đứa trẻ bỏ chạy đã đến cầu cứu bà chủ của một cửa hàng nhỏ.
cũng là người lớn duy nhất vẫn ở bên ngoài vào thời điểm đó. Chúng ồn ào đến nỗi bà không thể hiểu những đứa trẻ này đang nói gì và cũng hoàn toàn không tin những gì bọn trẻ nói. Thấy không thuyết phục được người phụ nữ này, lũ trẻ đành phải khóc lóc quanh hành lang của khu dạy học. Tuy nhiên, các giáo viên đang tập trung vào cuộc họp lại phớt lờ. Họ cho rằng chẳng qua là những đứa trẻ đang nghịch ngợm. Các giáo viên chỉ được thông báo về những gì đã xảy ra trong khuôn viên trường khi cuộc họp nhân viên kết thúc. Tuy nhiên, những người lớn này hoàn toàn không tin lời bọn trẻ. Một số giáo viên đã đến gốc cây bạch đàn nơi xảy ra sự việc để kiểm tra, nhưng cũng không phát hiện dấu vết gì đáng chú ý. Vì vậy, họ yêu cầu bọn trẻ ngừng nói những điều vô nghĩa, ngoan ngoãn về nhà vào cuối tuần và không được mượn cớ UFO để chơi trong những bụi cây nguy hiểm. Sự trùng khớp trong lời khai. Không bỏ cuộc, những đứa trẻ sau khi về nhà đã kể lại cho bố mẹ nghe hết thảy những gì đã trải qua ở trường. Có trẻ vẫn còn sợ đến mức không nói nên lời. Phần lớn phụ huynh cũng như giáo viên hoàn toàn không tin vào sự việc kỳ lạ như vậy. Nhưng nhiều người vẫn gọi điện đến trường, yêu cầu nhà trường đưa ra lời giải thích và tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với các em. Trước quá nhiều lời phàn nàn của phụ huynh, hiệu trưởng Colin Murkey đành mời các chuyên gia và cơ quan truyền thông đến ghi hình, điều tra sự việc. Và Cynthia Hyde, một chuyên gia UFO có tiếng ở Nam Phi, là một trong số đó. Hôm 20 tháng 9 năm 1994, Cynthia đến trường tiểu học Airdrie cùng với một phóng viên đài BBC và một thanh niên tên Gunter Hoover. Gunter là một người đam mê UFO, có tri thức chuyên nghiệp về công trình điện khí. Anh đặc biệt mang theo máy đếm Geiger, máy dò kim loại và máy đo từ trường trong chuyến đi này với hy vọng tìm được manh mối do UFO để lại. Theo sự sắp xếp của nhà trường, Cynthia đã phỏng vấn 12 em dưới ống kính của đài BBC. Do sự khác biệt về tuổi tác và nền tảng văn hóa, nhiều chi tiết mô tả không hoàn toàn giống nhau, nhưng tất cả các em đều đưa ra câu trả lời giống nhau về cuộc đổ bộ của vật thể hình elip màu bạc gần cây bạch đàn. Sau đó, Cynthia đề nghị hiệu trưởng cho bọn trẻ vẽ lại những cảnh chúng nhìn thấy bằng cọ vẽ, và có hơn 40 bức tranh đã được hoàn thành trong ngày. Cynthia đã chọn ra 22 bức tranh và sao chép chúng. Có thể thấy chiếc máy bay hình elip xuất hiện trong bức tranh này tương tự với chiếc đĩa bay thường thấy trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thậm chí những đứa trẻ có trình độ vẽ cao hơn còn vẽ thêm cửa sổ trên những chiếc phi hành cơ hình đĩa này. Cynthia đã phỏng vấn ngẫu nhiên các tác giả của một số bức tranh và nhận thức của bọn trẻ về chiếc phi hành cơ này. Một cô bé da trắng đã liên tục hỏi Cynthia đó là gì và thề rằng: "Con thề với từng sợi tóc trên đầu và cả kinh thánh, những gì con nói toàn bộ là sự thật." Phía Gunter đã kiểm tra sự việc rất lâu bằng đủ loại dụng cụ đo lường, nhưng không phát hiện được gì. Không có cái gì gọi là bằng chứng như sự rối loạn từ trường và bức xạ quá mức được đồn đại xảy ra khi UFO xuất hiện. Vì vậy, mọi người lại bắt đầu tự hỏi liệu đây có thực sự là một trò chơi khăm của tuổi trẻ hay không? Một số phương tiện truyền thông thậm chí còn sử dụng từ chứng cuồng loạn quy mô lớn để mô tả trải nghiệm của bọn trẻ. Điều này khiến bọn trẻ rất chán nản. Cho đến khi có một người tìm đến, bọn trẻ mới tìm được người tâm sự. Điều tra viên quan trọng. Khi đài truyền hình BBC của Zimbabwe phát tin tức nóng hổi này, giáo sư John E. Mack của Hoa Kỳ cũng xem được bản tin. Ông lập tức yêu cầu trợ lý nghiên cứu của mình, Dominic Kalamanopoulos, hủy bỏ mọi cuộc gặp sau đó và đến Ruwa để tiến hành điều tra hiện trường. Mack là bác sĩ tâm thần người Mỹ, trưởng khoa tâm thần trường Y Harvard. Chuyên môn của ông là tâm lý trẻ em. Ông đã nghiên cứu về chấn thương tâm lý của những người bị người ngoài tin bắt cóc từ những năm 1990. Có thể nói ông là nhà điều tra giỏi nhất của sự việc này. Vào tháng 11, 2 tháng sau sự cố Ruwa, giáo sư Sean E. Mack và trợ lý của ông đã đến Zimbabwe. Trong nhiều ngày điều tra, giáo sư Mack đã có những cuộc trò chuyện chuyên sâu với hơn 50 nhân chứng là trẻ em. Một số đứa trẻ thậm chí còn giao tiếp bằng hình thức vừa nói vừa vẽ. Điều này khiến những gì xảy ra ngày hôm đó dần trở thành không gian ba chiều trong tâm trí của giáo sư Mack. Điều đáng chú ý là những từ mà trẻ dùng cho hai quái nhân trong hội thoại đều mơ hồ như little object, vật thể nhỏ, something, cái gì đó, man, người, it, nó. Không có đứa trẻ nào đề cập đến từ như người ngoài hành tinh hay UFO để hình dung sinh vật hình người đó.
Nói cách khác, những đứa trẻ này không có khái niệm về UFO. Điều này phù hợp với điều tra của Cynthia. Cô ấy cũng nói trong một cuộc phỏng vấn rằng nhiều trẻ em sống ở nước này chưa bao giờ xem các bộ phim hay chương trình truyền hình về người ngoài hành tinh của Hollywood. Do đó, cô tin rằng lời khai của bọn trẻ là đáng tin cậy. Vài ngày, khi cuộc điều tra kết thúc, giáo sư Mack đưa ra kết luận. Biểu hiện khi bọn trẻ kể lại những trải nghiệm này giống hệt như cách mà tôi đã thấy những người tận mắt chứng kiến nói. Là một nhà tâm lý học, một người đang cố gắng thuyết phục người khác tin mình hay đang lừa dối người khác, tôi có năng lực phân biệt rõ thông qua cách bọn trẻ nói. Tôi thậm chí có thể nhìn ra những lo lắng nghi hoặc trong tâm chúng, thậm chí khi không ai nguyện ý tin lời chúng nói, đến mức chúng bắt đầu nghi ngờ chính ký ức của mình. Nhưng dù vậy, vẫn có một số người đã kích cho rằng đó chỉ là chuyện huyễn tưởng tập thể. Thật không may, giáo sư John E. Mack đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn ô tô vào năm 2004 và kết quả điều tra về vụ việc cũng đi vào quên lãng trước sự ra đi của ông. Có lẽ do giáo sư Mack không nghi hoặc và cười nhạo những đứa trẻ này như những người khác, điều này có thể đã cổ động bọn trẻ sau này trưởng thành. Chúng vẫn kiên định với quan điểm của mình, thay vì dễ dàng nghi ngờ bản thân, xấu hổ, từ bỏ hoặc thỏa hiệp. Những đứa trẻ trực tiếp trải qua sự cố Rua đã chia sẻ lại câu chuyện của họ ở Los Angeles vào năm 2013. Trong số họ có người đã trở thành nhân sĩ thành công, cũng có người bình thường phổ thông. Dù hoàn cảnh bất đồng, nhưng chúng đều có niềm tin giống nhau, chính là kiên trì những gì mình tin tưởng.